สมุดสมุดสมุดสมุดสมุดสมุดชูก็ร้อยบุ๋มkhông à, để con xuống dưới con nấu cái gì đó chú ăn ha. Ờ nấu cho chú tô mì được rồi con. Ngon không cô? Hay là mốt mà cô muốn đi đâu á, cô cần alo em cái thôi, em qua em cổng cô đi. Rồi rồi rồi, được rồi, mai mốt có gì mà cô cần á thì cô gọi Mẫn qua ha. Biết nhỏ tóc ngứa nữa, ghê vậy. Ôi, ở nhà hả, con nhỏ tóc ngứa cho ông con hoài à. À dạ, cái gì vậy? Trời ơi, sao một chùm vậy? Đón xem tập 182 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19h50 ngày 30 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7.